Em chào mấy anh chị nha. Sẵn hôm nay em sẽ làm cái clip đúc thử cái bộ khuôn chậu lục giác 60 hoa văn mới nha mấy anh chị. Hoa văn tài lộc, hoa văn chữ tài lộc và hoa văn song chép chanh châu, hàng cá chép. Đó. Hoa văn hàng cá chép đẹp lắm anh chị, sâu. Nhưng hoa văn bên đây là chữ tài lộc. Lục giác 60 nha mấy anh chị. Cái này hoa văn mới thôi chứ nó không có gì thay đổi hết á. Chỉ đổi hoa văn thôi. Cũng là nhựa ABS Việt Nam sản xuất. Đó, nhựa thì dày dặn. Lòng trong thì 6 mảnh ghép lại. Thì xài chung với chân quỳ của lục giác 65. Xíu lấy cái chân quỳ đã đổ luôn nha bố. Để mai tháo để lên luôn. Thì để anh em nó ráp cái bộ lòng trong lại. Cái này nó mới ra nên em lấy bộ chậu mới ra đổ làm clip cho anh chị coi luôn á. Xài nguyên bộ mới luôn á. Ngoài lòng trong của nó nè. 6 tấm với lại tấm đáy lòng trong. Anh chị bắt ốc sắt lại ha. Khi mua thì đầy đủ phụ kiện hết rồi. Rồi rút ngắn công trình thì để cho thằng em nó ráp đi. Ráp xong rồi xíu nữa em quay đổ sơ sơ cho anh chị coi thôi. Đổ này em hướng dẫn nhiều rồi. Đó, lòng trong ráp rồi nè. Mấy anh chị lấy mảnh này ráp rồi thôi. Bắt ốc sắt một lần rồi mình xài hoài thôi. Cố định ở trên con, dưới con trước. Xíu nữa bắt mấy con kia cho nó lẹ. Cái này mấy cái giữa cái đường, hai cái đường nối nè. Mấy anh chị mua chai silicone nó bắn kính á. Mấy anh chị bắn vô xong rồi bắt ốc sắt vô cho nó khít, cho nó kín hơi ha. Còn không thì mình mua keo composite mình vá cho nó kín hơi cũng được. Nhưng mà cái lục giấy 60 này cũng không cần thiết lắm đâu. Lục giấy 60 này bắn lòng trong cái lên nè, không cần thiết lắm. Bộ này khá là đẹp lắm anh chị. Hoa văn mới đẹp. Làm clip thì em phải đổ cái mới. Hoa văn cá chép khá là sâu nha. Hoa văn cá sâu lắm. Bên này chữ tài lộc cũng rất là đẹp. Đây chữ tài lộc nè. Rồi ok ha. Xíu nữa đổ em sẽ quay tiếp cho anh chị coi. Công đoạn đổ. Ráp xong phun nhớt vô đi nha mấy anh, phun nhớt vô để mình tháo cho đỡ bị mẻ hoa văn ha, nó dễ tháo khuôn hơn, róc khuôn hơn. Mẫu này mới thì khá là đẹp lắm mấy anh có thể đầu tư thêm hoa văn. Bộ này giá như vậy thôi mấy anh, lục giấy 60 hàng Việt Nam sản xuất, không chân là 1,2 triệu, bao ship tặng một lon sơn, có chân là 2 triệu, bao ship tặng một lon sơn. Đó, anh nào mà có chân rồi thì mua chậu thôi là 1,2 triệu, mua thêm mẫu mới thì mua mẫu mới, tài lộc với cá chép. Còn nào mà mới là muốn làm xưởng đồ hay là muốn mua nhà đổ chơi thì mua cả bộ có chân luôn. Thì lưu ý luôn cái lục giác 60 này là nó xài chung chân với lục giác 65 nha mấy. Đây. Xài chung chân với lục giác 65 bầu và lục giác 58. Đó. Khi lục giác 60 để lên thì nó sẽ nhỏ hơn cái chân tí xíu. Mỗi cạnh nó bị dư vô tầm khoảng 2 xăng. Cái chân to hơn cái chậu tí xíu nhưng mà để cũng hợp lắm và đẹp lắm. Không phải là nó nhỏ hơn nhiều. Nó xài ké chân như 65 thì nó đỡ chi phí hơn cho mình. Mình xài được nhiều chậu. Rồi ráp vô. Ráp vô đổ bình thường thôi mấy anh. Cái chậu vữa đổ thôi. Đổ vô nha mấy anh. Bây giờ chậu vữa đổ vô thôi mấy anh. Cái vữa này anh em nó trộn rồi. Nó trộn nãy rồi cho nó nhanh. Mấy anh cứ đổ được khoảng 1/3 chậu mấy anh gõ. Lấy búa cao su gõ ha. Cho nó lắng xuống cho nó mịn. Khẩu đổ này thì em cũng cố gắng làm clip để cho nhiều anh chị không có thấy những clip cũ á, biết cách mình làm, cách mình đổ, mình làm cho nó láng đường nó ngon. Còn chủ yếu clip hay nhất vẫn là clip tháo ra thôi, còn hoa văn rồi mới đã. Clip này thì làm cũng nhiều lắm rồi.
Rồi mấy anh đổ gần nửa cái, mấy anh bỏ bao cát nó vô nha mấy anh. Bỏ cái vật nặng vô để đè lòng trong nha mấy anh. Không mất công lòng trong nó trào lên không nó hư á. Nó hư với lại nó bị gãy tay mà, gãy mấy cái tay chậu ở trên đó, mấy cái tay lòng trong á. Tầm một bao hai bao gì được rồi. Cái này 60 này cũng không quá hớp. Cái lượng xi si nó cũng không có nhiều á mấy anh. Thì cái mẫu này mới thì mấy anh nào mà cơ sở lớn á, thì cần thêm mẫu thêm hoa văn mới thì mấy anh có thể mua. Còn mấy anh chị nào mà ở nhà làm chơi á, mà trồng cây á, thì khỏi mua cũng được. Tại vì nó cũng kích thước y vậy thôi. Củ bì 60 thôi. Nó chỉ thay đổi hoa văn thôi. Còn xưởng mình làm lớn á, mình muốn đa dạng hoa văn á, cho nó đẹp á, cho khách lựa chọn á, thì mình có thể mua thêm mẫu này. Đa số mấy mẫu này là mẫu phổ biến nhất rồi. Lục giá 60 là mẫu phổ biến nhất. Hầu như anh nào làm nghề cũng có, anh nào cũng có một bộ. 60, 65 là hầu như anh nào cũng có. Và cái chậu này là cũng là cái chậu là bán chạy nhất trong các loại chậu luôn. Lục giá 60. Lục giá 60 là bán chạy nhất. Rồi, đổ gỗ đều thôi. Cái miệng đó mấy anh chị thích đổ cao lên cũng được, hoặc là đổ thấp miệng cũng được ha, tùy mình. Cái chậu này có nhiều ưu điểm, thích đổ cao miệng cũng được mà đổ thấp miệng cũng được. Còn mấy chậu sau này cải tiến lại là chỉ đổ bằng miệng hết. Vừa thôi, đừng cao quá cũng không đẹp đâu. Miệng cao quá cũng không đẹp đâu, vừa vừa thôi. Xíu gõ lại chêm thêm. Rồi cái chân này cũng đơn giản thôi mấy anh chị ha. Cái chân này mình cứ đổ thẳng vô thôi. Rồi mình làm cái lỗ giữa thoát nước với lại cho nó nhẹ hơn thôi. Chân này lúc trước khó tháo lắm. Sau này cải tiến lòng trong lại rồi. Cải tiến lòng trong lại tháo dễ lắm. Chân này của Việt Nam luôn. Đó nguyên bộ có chân luôn là 2 triệu mấy anh chị. Bao ship tặng lau sơn. Còn mua chậu không là 1,2 triệu. Ok, xong rồi mấy anh chị ha. Thì xíu tầm khoảng 10-15 phút sau mấy anh chị lấy cái cây dẹp dẹp, mấy anh chị chọt đều hết cái chân với cái chậu ha. Xong rồi mình gõ búa lại lần nữa. Mình làm tầm 2 lần như vậy á, để cho nó ít bị bọt cái chân ha. Ít bị bọt cái chân và cái chậu. Nó láng và nó ít bị bọt ngon lành. Ok, mấy anh chị nào cần mua cái bộ chậu mới, hoa văn mới này thì liên hệ em. Lục giấy 60 hoa văn mới ha. Rồi, bữa nào nó khô em sẽ tháo. Và quay khi tháo coi nó hoa văn nó làm sao cho mấy anh chị coi rõ ha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video đổ thử cái chậu lục giấy 60 hoa văn tài lộc với cá chép của em nha. Ok, em chào mấy anh chị nha. Hôm nay em sẽ gỡ cái chậu lục giấy 60 hoa văn tài lộc với cá chép này cho mấy anh chị coi nha. Hoa văn tài lộc và cá chép. Đổ được 2-3 ngày rồi nhưng mà không có thời gian tháo. Hôm nay sẵn tiện có chút xíu thời gian tháo cho mấy anh chị coi. Rồi giờ bắn lòng trong lên bằng hơi thôi. Bây giờ mình sẽ tháo cái chân trước đi mấy anh chị ha. Tại em kia nó đang sơn bên kia, không có ổ điện để khoan cái lòng trong á. Bây giờ tháo cái chân trước đi. Đổ xi măng chắc nó khô luôn, khô trắng luôn. Này cần gì để nó tiếp. Nghiêng qua gõ lòng trong lên thì cần gì? Cần gì ốp chi vô cực. Này mấy anh chị chỉ cần nghiêng qua tháo ba mặt, mấy anh chị gõ lòng trong ra rồi cho hạ xuống tháo ba mặt rồi ra rồi. Còn anh chị thích làm giống em cũng được. Chung quy lục giác 60 thì để được chậu lục giác 60 nè, lục giác 65 bầu và lục giác 58. Đó, cái chân này để được ba cái kiểu chậu. Rồi anh tháo ốc với anh gỡ nó ra nè. Này hôm qua không chọt rồi rổ trên cổ rồi nó láng gì. Mấy chân này khó đổ láng lắm nha mấy anh. Phải chọt nhiều rồi. Phải lấy cây mấy anh chọt đều nhiều rồi. Bữa đổ lòng phát về luôn mà đâu có chọt đâu. Không sao. Nếu mà bị rổ thì mấy anh sơn giả đá. Đó, khắc phục. Còn muốn mà láng mà sơn một màu thì hơi khó, mấy anh phải chịu khó ha. Mấy cái chân quỳ, mấy chân kỹ này khó đổ lắm. Chỉ có đổ ngược mới không bị rổ thôi.
Thì lòng trong cũng cải tiến rồi ha, lòng trong thì gõ nhẹ cái lên. Anh chị chịu khó gõ đều đều xíu lên, gõ nhẹ nhẹ ha. Xử lý bao nhiêu luôn. Để mấy ngày nên hơi cứng lắm anh chị. Mấy anh chị gõ cái lỗ giữa, gõ cái hai cái nữa ra. Tại vì nó để vậy nó không gõ được. Gõ xung quanh gì cũng nguy hiểm lắm nha. Gõ xung quanh gì hay bị gãy chân lắm. Đổ mà non non hay bị gãy chân lắm. Rồi, để xíu nữa bắn cái lòng trong cái chậu lên này mở lên. Cách lấy lòng trong này thì em hướng dẫn nhiều clip rồi ha. Khoan lỗ nhỏ dưới đáy của nó, xong cái mình bơm nước, mình chế nước cho nó lắng xuống dưới, xong cái mình lấy súng bắn hơi mình bắn lên ha. Còn mấy anh này không có máy nén khí thì mình đổ tầm 3 tiếng, 2-3 tiếng ráo xi mình tháo ha. Đó, chế nước vô mình chế. Xì xong lên. Rồi lên anh chị ha. Đó, lòng trong 60 này có máy nén khí bắn dễ lắm. Khó nhất là cái lục giác ống 55 nè. Cái lục giác 58 để khô cũng khó, cái lục giác ống 55 để khô cũng khó. Rồi cái gì nữa ta? Cái lục giác 83 để khô cũng khó, có ba cái đó là khó nhất luôn á. Còn mấy cái này cái nào bắn cũng lên đó mấy anh chị. Nhưng mà bích kính bắn cũng lên hết à. Rồi giờ mình tháo đáy trước. Tháo đáy xong mình tháo 3 tấm. Không, tháo tấm giữa trước đi. Tháo tấm giữa cho anh chị coi hoa văn luôn. Coi láng không ha. Này đổ thử khuôn luôn nên là không có xài cảo không anh chị. Coi coi nó bao vi ít như nhiều ha. Có độ khít khuôn á. Khuôn này khá là khít lắm anh chị. Khuôn Việt Nam sản xuất. Khuôn khít lắm, ngon lắm. Đó, nét ken luôn. Hoa văn nét. Văn nét ken mấy anh chị. Không bọt ha. Khuôn rất là róc ha. Róc khuôn, láng. Con lành. Đây, tới tấm cá chép. Cá chép thì cũng đơn giản thôi. Còn ốc kìa. Còn ốc mà nó gõ mới ghê. Đó, ngon lành, không sao. Ok luôn. Đó, ba vi hình như không có luôn. Rồi, tháo được ba mặt rồi mấy anh. Hoa văn tháo dễ dàng, ngon lành ha. Cạnh nét ha. Không ba vi đâu mấy anh. Này khỏi bắt cạo, bắt ốc sắt gì cũng được nữa. Cạnh rất là nét. Ngon lành. Rồi, giờ tháo hết đi. Cá chép nè. Cực kỳ nét luôn. Xíu nữa mua cải chua Phúc. Ông dưa hả? Chứ làm gì giờ? Hai con này ăn mấy ngày mới hết á. Mua cải chua ôm dưa 6 con lận. Cẩn dưới này. Lấy bao cát bự quá mà. Cái này kêu là cá chép vờ ngọc anh đâu. Mày giữ nó tắm không? Xong chép chanh châu. Xong chép chanh châu. Đó là tàu chế á, chứ tao cũng không biết. Đó là tạo chế. Mình cứ gọi cá chép vần ngọc đi. Mình thích hỏi thì tạo chế cho mày ơi. Sông chép chanh châu. Sông ngư chứ. Sông ngư chanh châu. Đúng không? Sông ngư chanh châu. Cá chép hóa rồng. Quất cái cục đó vô là hóa rồng á. Khuôn rất dễ tháo. Nét ha. Cạnh cũng rất là nét ha mấy anh. Rồi dẹp qua một bên để chân vô. Để lên xong. Ngon lành. Đổ miệng hơi cao. Miệng đổ hơi cao. Đổ thấp bằng nửa này là đẹp. Miệng đổ cao quá cao là mắt cót luôn.
Không, em đổ cho nó giật xuống là vừa. Sao quá, không có chịu giật chứ. Cát trọng đều quá, nó đâu có giật được. Khuôn khít quá, nó đâu chào xi xuống đâu. Nó đâu bị chảy nước đâu mà giật. Rồi ok mấy anh ha, lên chân rồi đó mấy anh. Ken span ha. Thì cái lục giác 60 á, lúc nào nó cũng xài chung chân cái lục giác 65 hết á. Nên là mấy anh lưu ý nè, để lên nè, nó sẽ dư vô tầm khoảng 2 xăng mỗi cạnh. Đó, có nhiều anh mới làm không có biết ha, mới vô làm nghề không có biết. Thì mình nhận cái khuôn về nhựa nó để dư nữa. Mình đổ ra mình để lên nó sẽ hợp lý hơn. Đó, để vậy là rất là đẹp và hợp lý rồi. Đó, bộ này cũng khá là đẹp mấy anh, hoa văn rất là đẹp. Sông ngư chanh châu ha, và phối với chữ tài lộc, quá hợp lý phong thủy luôn á. Khuôn thì nhận xét về khuôn thì khuôn Việt Nam sản xuất. Đó, bên anh công CNC anh sản xuất nhựa dày, dày dặn. Lúc nào cũng vậy, nhựa dày dặn. Nhựa thì dày dặn ha, mà khuôn thì rất là róc khuôn. Đó, ví dụ mấy anh thấy nè, mấy hoa văn này nè. Nó rất là nét ha. Đó, nó nhuyễn lắm, nhưng mà tháo rất là nét khuôn ha. Khuôn tháo rất là dễ chứ nó không khó. Mà mấy anh lưu ý nữa, cái khuôn rất là kích. Khuôn của anh sản xuất cũng rất là kích nè, mấy cái cạnh nè. Mấy cạnh nè, đó, hầu như là không có bắt ốc sắt luôn á, không có cảo luôn á. Mà mấy cạnh góc của nó rất là đẹp, không bị ba vía nhiều. Có nghĩa là chứng tỏ là khuôn rất là khít, cái độ chính xác của khuôn rất là cao. Đó, bộ này thì cũng khá là đẹp, hoa văn mới. Tài lộc. Cái chép. Đây, tài lộc bên này. Đây chữ tài lộc bên này ha mấy anh ha. Rồi ok, anh chị nào cần mua bộ khuôn này vui lòng liên hệ em, chuẩn bị Tết nè, anh chị mua về đổ Tết trồng cây quất đào luôn vô nè. Mai luôn nè. Đó, thì liên hệ mua có kịp Tết ha. Bộ này hoa văn mới. Nguyên bộ này luôn chân là 2 triệu ha. 2 triệu qua ship tặng Long Sơn ha mấy anh chị ha. Và anh chị nào mua chậu không là 1 triệu 2. Cái chân không là 850. Đó. Anh chị nào cần vui lòng liên hệ trên hai số điện thoại trên màn hình cho em ha. Bộ này là hoa văn mới. Trước giờ là phúc lục thọ phối sen không ạ. Rồi, em cảm ơn anh chị đã theo dõi video này của em ha.